thung lũng tình yêu. Cầu kính Ủa sao quay trở lại vậy? Sao hả? Sao quay lại à? Đâu mới chạy hả? Trời mưa không chạy hả? Ủa không chạy hả? Sao vậy? Hỏi cái người giấy vé rồi đi. Hỏi người vé rồi không hỏi, hỏi đâu. Ơi An, ơi An chụp tao một tấm lấy đây coi. Cái đó đang chụp tiếp, nó đang chụp. Không có hình. Nó không cho đi. Để xuống dưới 400 mét rước nè. Ơi.
Bỗng đây mưa lên cứng ghê. Cứng quá trời. Ủa xe điện kỹ vậy ta, sớm chụp. Ủa đau quá, nó đầu lên đau quá à. Sớm chụp. Quay phim kìa. Nè cái hũ này, bà cầm cái hũ đi. Bà cầm cái hũ đi, nó 10.000 là gì? 10.000 hũ. Không dám cầm nè. Nó cầm đừng cho nó cầm, nó bu vô ghê lắm. Nó bu vô đỏ luôn mình. Người lớn cầm đi, chị Hai cầm đi. Đó nó bu vô kìa. Nó bu vô đau quá. Bây giờ mới chịu nổi. Bà like hả? Yeah. Giang tay ra. Ngoại quay đi ngoại, lát chụp, lát cắt. Đà sợ đâu. Chụp là tắt like hả? Máy con quay nè, lát gửi hình qua cho. Cầm cái hũ đi, đào. Chị Hai cầm trả hàng, em đi lên đây. Ken đi nè. Ken đi nè. Cầm cái hũ đi. Chạy chạy thôi, chạy thôi. Vô đi nè, vô đi nè. Bảo cầm mẹ Quỳnh cầm đưa thôi. Chụp bao đứng đi, chụp cho nè. Bảo Ken đi mày với Bảo. Ủa sao chụp vậy? Ủa cái gì vậy? Này đang like. Thôi. Thôi khỏi đi, mày đừng chụp. Xích qua đây. Đổ xích qua đây. Bảo kêu Ken đi xe điện. Đứng đứng hai ra hai. Hai hết rồi hả? Rồi có máy chụp rồi nè.